Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin các quan chức Việt Nam có nguy cơ bị chế tài vì vụ sư Thích Minh Tuệ. Ngày 16 tháng 6, AFA tiếng Việt bình luận, cách xử lý trường hợp của ông Thích Minh Tuệ, Việt Nam có thể phải đối mặt với nguy cơ gì? AFA cho biết hôm 11 tháng 6, dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ Michelle Steele đã gửi thư kêu gọi Ngoại trưởng Antony Blinken đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, trong đó đã nêu trường hợp khất sĩ Thích Minh Tuệ biến mất trong đêm 3 tháng 6. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steele nhấn mạnh rằng tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và Đảng Cộng sản Việt Nam đang học theo các chiến thuật đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng việc đàn áp lạnh lùng các thực hành tôn giáo. Cách đối xử với ông Thích Minh Tuệ và những người đi theo ông là sai trái và không thể bào chữa. Chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Theo AFA, trong thư gửi Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 11 tháng 6, bà dân biểu Michelle Steele nhấn mạnh rằng nước Mỹ có nghĩa vụ đạo đức phải đứng lên bảo vệ quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới và Bộ trưởng Blinken nên huy động toàn bộ quyền lực của Bộ Ngoại giao để đấu tranh chống đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. AFA cho hay, ở Mỹ, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là cơ quan tư vấn cho Ngoại trưởng, Quốc hội, Tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại liên quan đến tự do tôn giáo quốc tế. Đồng thời, AFA cũng cho hay, ở Mỹ, BPSOS là một tổ chức phi chính phủ thường xuyên tiến hành các nghiên cứu và thông tin cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế về tình hình tự do tôn giáo ở châu Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng. AFA dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc của BPSOS, cho biết BPSOS vừa hoàn tất một nghiên cứu gửi cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế ngay trước khi vụ ông Thích Minh Tuệ xảy ra. Hình ảnh website của BPSOS. Nghiên cứu này nhấn mạnh vào một nhân vật là ông Thích Đức Thiện, người được đưa sang Mỹ vào tháng 10 năm 2023 để vận động Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia cần được theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Tiến sĩ Thắng cho biết, chính ông Thích Đức Thiện cũng là người đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký văn bản nói ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Ông Thắng nói tiếp, tôi đã đưa văn bản đó của ông Thích Đức Thiện cho các cơ quan Mỹ mà ông ta từng gặp. Ông ta là người vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách ngang nhiên nhất. AFA tiếp tục dẫn lời dân biểu Michelle Steele khẳng định, nếu Việt Nam bị liệt vào danh sách các quốc gia cần quan ngại đặc biệt, điều đó sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng những người vi phạm quyền tự do tôn giáo sẽ bị truy tố và phải chịu trách nhiệm. Và điều đó sẽ cô lập chính phủ Việt Nam trên trường quốc tế và gia tăng áp lực buộc họ phải chấm dứt đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phân tích, triển vọng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan ngại đặc biệt về tự do tôn giáo rất thấp, trừ khi xảy ra một cuộc đàn áp đẫm máu như từng xảy ra ở Tây Tạng. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ. Nhưng nếu Việt Nam muốn Mỹ rút tên ra khỏi danh sách các nước cần theo dõi đặc biệt thì rất khó vì những bước đi sai lầm của Việt Nam, cho nên đến cuối năm nay, khả năng mà Việt Nam vẫn nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Thắng, luật pháp Hoa Kỳ còn những điều luật khác dễ dàng đưa đến chế tài quan chức nước ngoài đàn áp tôn giáo ở xứ sở của họ. Những chế tài này không chỉ nhắm vào bản thân quan chức mà cả thân nhân của họ. Tiến sĩ Thắng cho biết chắc chắn là nội trong một tuần tới sẽ có công văn rất dài từ Liên Hiệp Quốc của các báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về lĩnh vực tự do tôn giáo và niềm tin về lĩnh vực nhân quyền sẽ được gửi đến chính phủ Việt Nam. Tiến sĩ Thắng cho rằng, nếu muốn chứng tỏ bảo vệ quyền tự do tôn giáo, chính quyền Việt Nam chỉ cần thực thi đúng chức trách như dẹp đường, giữ trật tự, bảo vệ cho mọi người đi, nhắc nhở người dân coi chừng dịch bệnh, không gây rối trật tự, không cản trở bước đi của các thầy. Theo bà dân biểu Michelle Steele, Việt Nam cần đưa ra câu trả lời rõ ràng về những gì đã xảy ra và Thích Minh Tuệ hiện đang ở đâu. Bà Michelle Steele cũng cảnh báo rằng nếu quan chức Việt Nam tiếp tục quản chế và phân biệt đối xử với các cá nhân theo đuổi tín ngưỡng tôn giáo thì họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả quốc tế nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin các quan chức Việt Nam có nguy cơ bị chế tài vì vụ sư Thích Minh Tuệ. Theo công pháp quốc tế không có tranh chấp lãnh thổ ở miền Nam Việt Nam.
Ngày 12 tháng 6, AFA tiếng Việt có bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, một chuyên gia công pháp quốc tế về tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ, về vấn đề chủ quyền đối với miền Nam Việt Nam hay Khmer Krom trong cách gọi của Campuchia theo công pháp quốc tế. Bài phỏng vấn với tựa đề Chủ quyền đối với miền Nam Việt Nam theo công pháp quốc tế. Trước đó, tối ngày 9 tháng 6, chính quyền Phnom Penh đã cho phép tổ chức một cuộc meeting tại thủ đô Campuchia để kỷ niệm một sự kiện được cho là Pháp đã nhượng lại vùng Khmer Krom, bao gồm phần lớn miền Nam Việt Nam hiện nay từ năm 1949. Hình ảnh bài phỏng vấn trên AFA. Ông Hoàng Việt nhắc lại lịch sử, theo đó năm 1689, chúa Nguyễn Phúc Chu cử thống suất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Gia Định để quản lý vùng đất phía Nam. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa quản lý đầy đủ, lịch sử mở rộng lãnh thổ của Việt Nam đã phải diễn ra rất nhiều chặng đường khác nhau. Lúc đó, các quy định trong luật pháp quốc tế về thù đắc lãnh thổ chưa được xác lập rõ ràng như sau này. Phải đến thế kỷ 20, nhất là sau vụ tranh chấp đảo Bahamas giữa Hoa Kỳ và Hà Lan năm 1928, thì mới hình thành một hệ thống pháp lý quốc tế về lãnh thổ quốc gia. Trong khi đó, năm 1802, vua Gia Long thống nhất Việt Nam, xác lập một lãnh thổ từ Bắc đến Nam, bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long. Theo lịch sử ghi lại, cách Việt Nam mở rộng lãnh thổ chủ yếu là phương pháp di dân, tức là người Việt được đưa tới ở, người Khmer thấy người Việt tới thì lui dần. Cuộc mở rộng lãnh thổ đó của nhà Nguyễn không có những cuộc tàn sát để chiếm lãnh thổ. Thực tế hiện giờ, cộng đồng bản địa Khmer vẫn còn nguyên vẹn tới 1,3 triệu người cùng các di sản văn hóa của họ. Ông Hoàng Việt giải thích, đến năm 1802 thì nhà Nguyễn đã xác lập lãnh thổ gần giống như bây giờ. Hình ảnh vua Gia Long, người xác lập lãnh thổ Việt Nam như hiện nay. Đến năm 1858 thì người Pháp tấn công Việt Nam. Năm 1884 thì chiếm toàn bộ Việt Nam. Pháp chia Việt Nam làm ba kỳ là Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Trong đó, Nam Kỳ thuộc Pháp, còn Bắc Kỳ và Trung Kỳ thuộc nhà Nguyễn do Pháp bảo hộ. Nam Kỳ theo hiệp ước Patenot giữa nhà Nguyễn và thực dân Pháp là xứ thuộc Pháp do Pháp quản lý. Vậy thì làm sao có thể nói đất Nam Kỳ thuộc một nhà nước nào khác như nhà nước Khmer Krom? Chưa từng tồn tại một nhà nước như vậy của người Khmer Krom. Trước khi người Pháp tới thì lãnh thổ đó thuộc quyền quản lý của nhà Nguyễn. Khi Pháp tới thì lãnh thổ đó thuộc quyền quản lý của Pháp, chứ không phải của một nhà nước nào khác. Thêm nữa, vấn đề tranh chấp lãnh thổ theo công pháp quốc tế phải là vấn đề do các quốc gia xử lý với các quốc gia. Tức là đây là công việc của nhà nước, chứ không phải một vài nhóm người Khmer Krom đòi hỏi chủ quyền, thì điều đó không có ý nghĩa gì về luật pháp quốc tế. Theo ông Hoàng Việt, xét về mặt công pháp quốc tế thì không có tranh chấp lãnh thổ nào đối với vùng đất Nam Bộ này. Nói về khả năng hồi tố, ông Hoàng Việt cho rằng việc đòi hay không đòi là việc của Campuchia. Nếu Campuchia thích thì đòi, nhưng vấn đề là dưới ánh sáng của luật pháp quốc tế thì bằng chứng ở đâu? Hình ảnh kênh đào Phù Nam, vấn đề gây mâu thuẫn giữa Campuchia và Việt Nam. Ông Hoàng Việt đặt vấn đề, cái quốc gia mà các bạn Khmer Krom nói tới đã là một quốc gia được công nhận về mặt luật pháp quốc tế hay chưa? Nước Campuchia ngày nay có thể tuyên bố kế thừa hay không? Ông Hoàng Việt phân tích, thời điểm năm 1802 khi Việt Nam thống nhất cả Nam Bắc thì chưa có luật pháp quốc tế về vấn đề thù đắc lãnh thổ. Nếu có, nước nào muốn kiện thì phải áp dụng luật thời đó, chứ không thể áp dụng những bộ luật ra đời trong thời kỳ hiện đại. Nếu có một vụ kiện như vậy của Campuchia thì khó có thể thắng được cả về pháp lý lẫn thực tế. Hiện vùng đất đó đã trở thành máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam thì không thể đòi lại bằng luật pháp quốc tế. Ông Hoàng Việt nói thêm rằng người Pháp đã đại diện Triều Nguyễn ký hiệp định phân giới biên giới giữa Nam Kỳ với Campuchia vào năm 1870 và năm 1873. Campuchia cũng đã ký hiệp định biên giới rồi, cắm mốc biên giới rồi, bây giờ không có lý do gì để đòi lại cả. Việc Campuchia cho tổ chức cuộc meeting nói trên, ông Hoàng Việt cho rằng đây là vấn đề chính trị do gần đây quan hệ Campuchia và Việt Nam có vẻ hơi xấu đi, đặc biệt do sự kiện kênh đào Teco Funan giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có những căng thẳng về Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Theo công pháp quốc tế không có tranh chấp lãnh thổ ở miền Nam Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube
và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d.